Cô tới đây không cô khám gì? Bông màu gà. Bông màu gà? Ủa bông màu gà là bệnh của gà? Ừ chị biết rồi. Chị mới đi thăm bà của nội của sếp tổng xong. Ô mày trứng. Đem chừa nhẫn của con tỉnh trung lại đây cho tôi. Sẽ có con trống vong một nụt nha. Oliver này là trai kính, kính nhất thế giới. Ăn anh đi. Dễ thương. Dễ thương cái gì mà dễ thương. Cứ nghĩ thả nè, được không, được không? Mày nghĩ sao vậy trời? Hay là đó, muối mọc từ đầu đến mắt cá luôn. Bảo có biết bơi. Em đang ở trong văn phòng, em đang họp. How are you? How are you? Anh nói gì? Annie còn tiếng nước ngoài không à? Tính chung có phải là nước mía, nước sắm mày ra mày mua cỏ á? Mày ưng hiển là tao lạy á.